Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả Ông Sơn bất lực Ở đất nước số đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo như Việt Nam hiện nay Vấn đề y tế và giáo dục là hai vấn đề tệ hại nhất Tham nhũng thì tràn lan, làm cho người dân kêu trời không thấu Trong lĩnh vực y tế, vụ án công ty Việt Á đang phơi bày sự thối nát tột cùng của chế độ Và lĩnh vực giáo dục cũng chẳng khá gì hơn dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn ngành giáo dục sặc mùi tiền sách giáo khoa thì tăng giá học phí cũng tăng trong khi đó dịch mới hết kinh tế hộ gia đình của người dân Việt Nam cũng đang rất vất vả và khó khăn chứ chưa hề dư giả để có thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột đến như vậy đây hình ảnh dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn học phí tăng chóng mặt sự tệ hại của ông Phùng Xuân Nhạ trước đây đã làm rất nhiều người dân chán nản ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ, người dân đợi sự thay đổi ở Bộ Giáo dục. Nhưng hơn một năm qua, ông Nguyễn Kim Sơn chỉ mang đến cho các bậc phụ huynh toàn là nỗi thất vọng, ê chề. Một số ít người thì hiểu sự thối nát của chế độ giáo dục Việt Nam nó đến từ thể chế chính trị. Còn phần đông thì cho rằng chính ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục gây ra những vấn đề bất cập ở Bộ Giáo dục. Đã qua nhiều đời, Bộ trưởng từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận ông Phùng Xuân Nhạ và giờ là ông Nguyễn Kim Sơn thì bộ giáo dục vẫn không hết thối nát, càng ngày càng nổ, càng ngày càng rỗng ruột. Vào ngày 25 tháng 5, trước bức xúc của xã hội về vấn đề bộ sách giáo khoa mới tăng giá từ 2 đến 3 lần so với giá cũ, những bức xúc đó đã được đại biểu quốc hội chất vấn ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn như đang bổ vây tố ông Bộ trưởng. Trước một rừng câu hỏi, ông Bộ trưởng sẽ trả lời ra sao là điều mà dư luận đang đặt ra. Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng các loại sách giáo khoa mới được biên soạn với khổ lớn hơn, giấy tốt hơn nên giá tăng từ 2 đến 3 lần. Các sách theo bộ mới biên soạn là hoàn toàn dùng lại chứ không phải là sách dùng một lần. Đây là hình ảnh sách giáo khoa của Việt Nam tăng giá từ 2 đến 3 lần, làm nhiều gia đình bức xúc. Cách giải thích này đã bị cộng đồng mạng phản đối bởi vì nhiều người cho rằng ông Nguyễn Kim Sơn đang bảo vệ thành phần lợi ích trong nhà xuất bản giáo dục. Cuộc sống của người dân vốn là cực khổ nhưng chi phí về sách, về học phí đã tăng lên 2 lần cho đến 5 lần thì ai mà chịu đựng được. Trước đó, thảo luận tại hội trường chiều ngày 23 tháng 5, nhiều đại biểu quốc hội đã đưa ra nhiều bất cập về chương trình đổi mới sách giáo khoa, thậm chí có câu hỏi liệu có những tiêu cực trong sự lựa chọn, lựa chọn sách giáo khoa hay không. Ông Nguyễn Thiện Nhân, rời ghế bộ trưởng để lại một rừng rắc rối cho ông Phạm Vũ Luận. Ông Phạm Vũ Luận không giải quyết được gì, rồi chuyển nó cho người kế nhiệm là Phùng Xuân Nhạ. Bộ giáo dục thời ông Phùng Xuân Nhạ cũng nát bét, mở đâu cũng nghe tiếng chửi từ trên mạng xã hội cho tới bên ngoài xã hội và kể cả những người làm công chức. Rồi thì người dân cũng lên mạng than vãn rất nhiều. Đến thời ông Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khá hơn gì hơn học sinh vẫn là con chuột bạch cho các quan chức ngành giáo dục làm thí nghiệm và phụ huynh thì lại bị trục lợi. Dù dân có bổ vây và dù ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, dù cho đại biểu quốc hội có bổ vây chất vấn ông Bộ trưởng thì kết quả cũng không có gì khác. Nếu thay đổi được thì chỉ cần một đời Bộ trưởng đã thay đổi chứ không cần đến bốn đời Bộ trưởng trong vòng 20 năm qua. 20 năm, một thời gian đủ dài để chính phủ các quốc gia tiến bộ làm nên những thay đổi lớn chứ không phải như nhà nước của Việt Nam cứ để mọi thứ dậm chân tại chỗ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Người dân Việt Nam đang bị bế tắc, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không làm gì để cải thiện những thối nát đã tồn tại qua nhiều đời lãnh đạo. Nhưng cùng lắm là dân cũng chỉ nói miệng mà thôi. Không như những nước tự do, dân chủ, văn minh, người dân đòi hỏi chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ thì họ phải từ chức. Người dân có thể bầu cử ra một nhà chính phủ mới. Chính vì vậy, những thối nát không riêng gì ở lĩnh vực giáo dục mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác, cũng như vậy ở Việt Nam. Có thể nói ông Nguyễn Kim Sơn không biết làm gì để thay đổi, ông bất lực vì nó là cái thối nát của chế độ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dám ra mặt đỡ một gậy cho Phạm Minh Chính, ai mà gan thế. Nguyễn Xuân Phúc Hết bài. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, trước Quốc hội Việt Nam, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không ngần ngại phang một gậy vống phạm minh chính đương kim thủ tướng vì cho rằng thu ngân sách cao khi doanh nghiệp đang khó khăn là bất thường. Việc này chẳng khác nào chỉ trích ông Phạm Minh Chính điều hành đất nước quá yếu kém và bóc lột các doanh nghiệp giữa thời đại dịch. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị đánh giá thực chất vì sao ngân sách nhà nước tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế lại rất thấp. Người dân còn khó khăn mà đẻ ra tắc trách trong vấn đề lo cho đời sống của người dân, nó thuộc trách nhiệm của người điều hành kinh tế của đất nước. Phải nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc biết điểm huyệt của ông Phạm Minh Chính và ông đã bấm đúng chỗ đó. Đây hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ trích Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội cú phang gậy của nguyễn xuân phúc được cho là ông đang tìm cách giải tỏa bực bội của kẻ thua cuộc chứ nó không có tác dụng hạ được uy tín của ông phạm minh chính trong đảng bởi hiện nay uy tín của ông phạm minh chính đang rất mạnh cùng với thế lực như ông nguyễn xuân phúc hiện nay thì khó mà làm gì được ông chính thuộc hạ của ông phạm minh chính thì rất đông bởi người nắm chính phủ là nắm túi tiền không ai dạy gì mà phò ông nguyễn xuân phúc mà bỏ ông phạm minh chính làm thế là không có tiền đồ. Chính phủ là nơi mà đại biểu quốc hội chất vấn nhiều nhất, hùa theo xu thế chung đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ trích, nhưng trên diễn đàn quốc hội, tiếng nói cùng phe với ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại khá lạc lõng. Nhiệm vụ đỡ đòn của những đợt chất vấn ấy, ắt ông Phạm Minh Chính đã học chính phủ và phân công nhiệm vụ của người trách nhiệm phải làm. Phải nói rằng để phang được một gậy vào ông Phạm Minh Chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị rất kỹ, chuẩn bị những con số để chứng minh khá chặt chẽ để phía Phạm Minh Chính hết đường chống đỡ. Tuy nhiên, phía ông Phạm Minh Chính không phải là dạng vừa. Đây là hình ảnh ông Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đỡ đòn cho. Đáp lại những phanh phui của ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 28 tháng 5, ông Hồ Đức Phước đã cho ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đáp trả. Ông Hưng nói ngân sách không lạm thu so với năm 2020, tổng thu ngân sách năm 2021 chỉ tăng có 3,8%, hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế 2,8% và không lạm thu. Theo ông võ Hoàng Thành Hưng, các khoản thu phát sinh về ngân sách nhà nước được thu đúng đủ, số tăng thu ngân sách năm 2021 vượt 16,8% so với dự toán chứ không phải so với số thực hiện năm 2020. Trung ương và hầu hết ở địa phương đều đạt vượt dự toán thu, cơ cấu thu ngân sách đang dần bền vững hơn. Thu nội địa tức là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ngày càng chiếm vị trí chủ đạo. Trước đó, tại thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội chiều 25 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cũng giải thích về bất thường khi ngân sách thu cao, doanh nghiệp thì vẫn khó khăn. Theo ông, xét về tỷ trọng, tiền thu từ sử dụng đất theo dự toán là 8,3% trong tổng thu nhưng thực hiện là 11,8%. Còn dầu thô theo dự toán chỉ chiếm 1,7%, đến khi thực hiện thì chiếm 2,9% tổng thu. Như vậy, sức sống của nền kinh tế vẫn phát triển được ngoài đất và dầu thô, ông Phước giải thích. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời trước Quốc hội. Như vậy, để đối phó với cú phang gậy của Nguyễn Xuân Phúc là thuộc hạ cũng Phạm Minh Chính đỡ ban đầu là ông Hồ Đức Phước và sau đó là Võ Thành Hưng bọc lót. Không thấy ông Nguyễn Xuân Phúc moi móc gì thêm, có lẽ ông Phúc đã hết bài trăng. Trước kỳ họp quốc hội là hội nghị trung ương năm chắc chắn là có đấu khẩu nhau rồi bởi vì hội nghị trung ương được xem là kỳ họp định hướng cho họp quốc hội sau đó. Thông thường những kẻ thua cuộc thì hay tìm cách gỡ lại thể diện khi kỳ họp quốc hội diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua ở Hội nghị Trung ương 5 và ở kỳ họp quốc hội lần này, ông Phúc cũng chẳng chỉ trích được gì ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông Phúc đã chuẩn bị rất kỹ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua khi để vụt mất chức Thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính. Lúc đó là quyết định mà không quật lại được ông Phạm Minh Chính thì lúc này làm sao quật được. E chỉ là gãi ngứa còn không được nữa thì nói gì đến đấu lại với ông chính bây giờ